Vâng, xin chào các bác đã đến với kênh Kiên Xe Đạp và em là Kiên. Trong video này em sẽ giới thiệu với các bác một cái chiếc xe đạp Touring FCR rất là phổ biến và rất là tốt bây giờ, và đó là dòng FCR3300. Thì nó hơn 3100 ở cái gì, và bây giờ em sẽ đánh giá chi tiết cái dòng FCR3300 này. Vâng, các bác đang nhìn thấy tổng thể chiếc xe đạp Touring Gian FCR3300. Thì mấy ngày trước em cũng có một chiếc xe, hai chiếc xe FCR3300, một chiếc màu y như này và một chiếc màu màu xanh em không nhớ lắm, nhưng mà tóm lại là em bán hết rồi. Và hôm nay người em tiếp tục về đến một chiếc này nữa. Hôm trước thì cũng có một cái chiếc này và em cũng đã bán rồi. Thì chiếc này em lại đánh giá chi tiết lại, bởi vì là em bán xe cũng đã qua sử dụng, cho nên là cùng một mã FCR nhưng mà cái độ mới và độ cũ nó khác nhau, cho nên là luôn luôn em phải làm một cái video mới để mà đánh giá từng chiếc xe mới về. Và cái điểm khác biệt nữa là cái mấy ngày trước thì cái chiếc xe kia là chiếc xe size S, còn đây chiếc này là chiếc size M. Size M thì nó cao, size cao hơn, phù hợp với các bác có chiều cao cao hơn. Thì cái dòng này ấy, nó là hơn FCR3100 ở cái là nó có 3 tầng đĩa. Còn con F3100 thì nó có 2 tầng đĩa thôi, nó là Touring Nyrod, còn con này là nó là Touring dành cho cả việc leo dốc nữa, cho nên là nó có 3 đĩa. Bộ đề là Shimano Acera, bộ gạt đĩa Shimano Acera. Đề sau cũng là Acera luôn, và lip để mà nói đã trang bị Acera thì nó phải là 9 tầng. Và lip này là lip 9 tầng, chính hãng Shimano. Vành của chúng ta vẫn là vành Touring bánh 700C. Quả 700 nốt 700 x 28C. Khung thì là sườn nhôm hoàn toàn. Về phần độ mới của chiếc xe thì đây là cái chỗ này là cái bình của xích ấy vào, thì cái này em chưa lau rửa thì cái này có thể xử lý được luôn. Về phần chiếc xe sơn của chiếc xe thì em đánh giá là khá là mới, có một vài vết xước nhỏ nhỏ thôi. FCR3300, một vài vết xước nhỏ nhỏ thôi. Nhưng mà về cơ bản là còn rất là mới. Những cái chỗ rất là dễ xước như là càng đây thì cũng không thấy gì, không thấy vết xước, bởi vì trong những cái thời gian khoảng gần một năm trở lại đây thì em thường xuyên nhập những cái dòng chính hãng đã qua sử dụng từ bên nước ngoài và tiến hành là gửi theo đường máy bay, cho nên là không phải lấy ở bên bãi Nhật, bãi Campuchia nữa, mà lấy thẳng từ bên máy bay, đi thẳng bên máy bay về từ chính hãng về luôn, cho nên là không bị xước sát nhiều, không bị chồng các cái những cái xe cũ không bị chồng chéo lên nhau. Đấy, về phần yên thì rất là đẹp. Yên này không có rách một tí gì cả. Về phần tay lái thì chúng ta thấy là phốt tăng này, cồn bát phốt này, ghi đông này đều là của chính hãng Giant. Bên tay trái của chúng ta thì có một cái bộ 3 tầng cũng của Shimano Acera luôn, là chuyển đĩa, và bên tay phải là 9 tầng để chuyển lip. Tay này là tay bấm xả, bấm cần bên này thì là lên lip, còn bấm cái cần này thì là xuống lip, đây là bóp phanh. Chúng ta có một cái tay sừng, hai cái tay sừng để chống mà khi mà va quẹt ở trên phố thì sẽ chảy trước cho tay, hoặc là chúng ta có thể tự dùng làm cái cần nghỉ khi mà đi xa mà không cần dùng đến, thì chúng ta nào bám vào đây để làm cái tay trường, tay nghỉ đường trường. Đấy là hai tác dụng của cái sừng này. Và nhiều bác thì không thích sừng này thì em trả lời luôn là có thể tháo cái sừng này bỏ ra, không vấn đề gì, không ảnh hưởng gì đến cái độ thẩm mỹ hay là hoạt động hoàn hảo của chiếc xe cả. Về phần càng của chúng ta thì được trang bị một càng nhôm, mũi hàn to đây, càng bằng nhôm và có vấu phanh đĩa. Đây bên này có má vạch của hãng Meyer, là Meyer cũng có nguyên bộ của Gian luôn, đằng trước Gian, đằng sau Gian, Meyer Gian, vành Gian. Đây chúng ta cùng đi đến bên này của chiếc xe. Xe được trang bị phanh BB5 của hãng Avid Mỹ, rất là ổn định và hợp lý. Đĩa phanh là cũng chính hãng Gian luôn. Đây có một vết xước nhỏ nhỏ. Đây, còn đâu à, em chưa đánh Shikala luôn. Đây, tất cả nguyên bản. Đùi đĩa là Shimano, size là size M, phù hợp với các bác khoảng từ 1m68 cho đến 1m78. Công nghệ là Alu AX của Gian, quá là nổi tiếng. Ghi đông, cọc yên, Gian hết. Một vài vết xước nhỏ.
phanh BB5 của hãng Avis Mỹ. Về phần sơn quá đẹp. Nói chung là dòng này thì em bán rất là chạy. Dòng Touring FCR này cũng rất là các bác thích. Và như ngày trước là có về hai chiếc thì đều size S ấy, thì em đã bán hết rồi. Và hôm nay em về tiếp một chiếc size M. Đây, đây là tổng thể của chiếc xe FCR 3300, 3 tầng đĩa, 9 tầng lip, 27 tốc độ khác nhau. Sơn thì còn đẹp khoảng 80-90%, 27 tốc độ, chính hãng Giant. Vâng, và em đã đánh giá xong các chi tiết xe đạp này. Và giá bán là em đã công khai để ở dưới cái phần mô tả, cái phần tiêu đề của video này. Và các bác có thể quan tâm đến chiếc xe đạp, và nếu muốn sở hữu chiếc xe thì hãy nhắn Zalo cho em qua số điện thoại 0975 709 943. Em là Kiên. Các bác có thể nhắn Zalo chứ cũng không cần gọi điện, bởi vì gọi điện thì vẫn phải xác nhận nói chuyện hay là hình ảnh hay là video qua Zalo. Thì bây giờ Zalo là một cái phương tiện liên hệ rất là hữu hiệu để mà tư vấn cho các bác một cách cụ thể nhất. Chứ các bác có thể nhắn Zalo luôn, và đôi lúc em đi đường thì em không thể nghe máy được, thì các bác cứ nhắn Zalo rồi em sẽ về em trả lời sau. Zalo của em là 0975 709 943, và em là Kiên. Ngoài ra em còn rất là nhiều các cái xe đạp khác, thì nếu mà các bác quan tâm đến các cái xe đạp khác thì các bác hãy lên Facebook và YouTube tìm Kiên Xe Đạp. Ở trên Facebook thì các bác ấn kết bạn với em, tìm Kiên Xe Đạp và ấn kết bạn với em. Còn ở trên YouTube thì các bác tìm Kiên Xe Đạp và ấn đăng ký kênh, cái nút đăng ký màu đỏ và cộng với ấn chiếc chuông, để các bác là những người đầu tiên được xem clip khi mà em có xe mới em post lên trên đó. Ngoài ra em còn bán một số các cái mặt hàng đồng hồ cũ đeo tay, thì các bác có thể quan tâm đến đồng hồ cũ đeo tay hay là tranh thư pháp cổ, giả cổ, thì các bác có thể lên YouTube và Facebook tìm Kiên Đồ Cũ. Và những cái xe này ấy, thì trong cái giá bán ở trên tiêu đề ấy, thì em đã bao gồm là bao ship toàn quốc và tặng kèm bảo hành 1 năm về phần phụ tùng, và tặng kèm các cái đồ đạc như sau. Và khi các bác ở tỉnh xa thì em sẽ tiến hành là đóng gói xe vào trong hộp cắt tông và chuyển theo đường bưu điện để gửi đến nhà các bác, rồi thu lốt tiền, hoặc các bác có thể chuyển tiền hết, tùy các bác lựa chọn. Và đây là những cái phụ kiện mà khi các bác mua xe của em thì được sẽ được em tặng, tùy theo những cái xe có thể lắp được hay không. Đó là túi đồ, chắn bùn, rồi khóa dây, rồi chuông, rồi đèn nháy, tóm lại là giá bình nước. Đấy, các bác có thể là được tặng khi mà mua xe ở bên em, là được tặng những cái phụ kiện cơ bản để mà sử dụng xe một cái cách dễ dàng hơn. Và tất cả là được miễn phí, free ship. Trong giá bán nữa là bao gồm free ship. Và các bác ở tỉnh xa là em sẽ tháo bánh trước ra, và em sẽ có một cái bộ tun để cho các bác có thể tự lắp được chiếc xe tại nhà, mở bánh trước thôi, rất là dễ dàng. Và em có clip hướng dẫn đầy đủ nếu mà các bác chưa biết lắp. Vâng, và hẹn gặp lại các bác trong những cái video lần sau. Xin chào tạm biệt và hẹn gặp lại.